Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của đội 98 Gaming. Các bạn ạ, thì ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng ta có thể nhận được quà thứ nhất. Thì bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nốt để nhận Su Alien, rồi mở hộp quà thứ nhất xem có gì nhá. Rồi mình sẽ hé lộ cho các bạn phần quà thứ hai của hộp quà thứ hai nha các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đi làm nhiệm vụ của chỗ đặc vụ MG trước nha các bạn nhé. Bởi vì chỗ này có hai nhiệm vụ mà được nhiều, rất là nhiều Su Alien đấy các bạn. Tìm mật thư ở khu trung tâm. Cái này thì cũng giống như một ngày thôi. À, cái này là khác các bạn ơi. Mỗi lần thì chúng ta sẽ tìm mật thư ở trên tìm đĩa bay ấy, tìm mảnh vỡ đĩa bay ấy ở trên khu Plaza. Nhưng lần này thì lại tìm cái này ở khu trung tâm. Nhưng mà được cái là nó rơi ở đường thì cũng dễ nhìn thôi. Nhưng mà nó khá là rộng á. Hai cái rồi. Đây cái là cái thứ ba. À, cái này tìm chỉ có 5 cái đấy các bạn ạ. Thế nên chúng ta tìm khá là nhanh. Đây rồi. 4 cái rồi. Còn 1 cái nữa thôi. À đây rồi. Mình thấy cái cuối trong đây rồi. Thì ra tìm cũng nhanh hơn à. Rồi đủ 5 cái. Vậy là mình sẽ về trả nhiệm vụ nha. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ hai nha. Nhiệm vụ thứ hai thì mình sẽ làm của con bé cho camping này. Giống như mọi ngày thôi. Nhiệm vụ vẫn giống như hôm qua các bạn ạ. Đầu tiên sẽ giao cho một anh bắn, anh trông rạp chiếu phim, bác bảo vệ trong rạp chiếu phim. Sau đó sẽ đưa cho anh ông hiệu trưởng. Rồi tiếp theo quay về cho chú bắn cây các bạn ơi. Mình vẫn nhớ y như in cái nhiệm vụ ngày hôm qua là như vậy ạ. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Tiếp theo mình sẽ vào khu trung tâm để làm nốt hai cái nhiệm vụ nhé. Nhiệm vụ đầu tiên của bíp bíp trước này sẽ giao thư cho đặc vụ MG. Rồi, giao thư xong mình sẽ về trả nhiệm vụ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ đây. Trả xong nhiệm vụ này thì mình sẽ nhận ra sẽ qua nhận luôn nhiệm vụ của con chó bên cạnh nha. Rồi, lần này con chó thì là nhiệm vụ của nó sẽ là làm cái bánh. Thì cái bánh trứng này các bạn về nhà nhé. Các bạn về nhà các bạn làm bánh giống như đợt trước ấy, làm bằng cái bếp của các bạn Noel ấy các bạn. Cái bánh trứng này là bằng bếp Noel đấy các bạn nha. Khá là phức tạp. Bây giờ mình lại phải về cho cái bếp ra, bởi vì lần trước mình đã cất cái bếp đi rồi ấy. Bây giờ lại phải cho cái bếp ra để làm bánh trứng. Làm thì nó cũng nhanh thôi. Mình sẽ đặt cái bếp ở chỗ này nha. Tìm được cái bếp rồi ạ. Cái này phải làm như là phải bằng bếp thôi ạ. À, đều đều. Rồi xong ạ. Sao nó không hiện cái nấu nhỉ các bạn nhỉ? À rồi, đây rồi. Rồi vậy mình đã làm xong nha. Bây giờ thì đi trả nhiệm vụ thôi. Khu trung tâm này nó chưa có chỗ tele nhanh đến ấy, cho nên là mình phải đi hai quãng đường. Đầu tiên mình phải tele đến Plaza trước. Xong mình mới tele, xong mình mới chạy được vào khu trung tâm. Khá mất là nhiều thời gian. Nhưng mà mới làm là được. Mong là sắp tới nha bạn sẽ ra cái chỗ tele trên điện thoại để chúng ta tele nhanh hơn. Rồi. Hiện tại thì mình có 2.395 xu tim. Không biết là có đổi đủ cái hộp quà thứ nhất không các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ đổi mấy món quà nhé. Để mình lấy hộp quà thứ nhất nhé. Thì mình sẽ đổi cái bếp nướng đầu tiên này các bạn ơi. Bếp nướng đến 1.680. Sẽ đổi cái này đầu tiên nhé. Rồi và cái bếp nướng nha. Thì sau khi đổi cái đầu tiên thì nó cũng đầy rồi. Thế mình nghĩ là chỉ cần đổi một cái nữa thôi là đủ rồi các bạn ơi. Mình sẽ đổi một cái gì tầm độ 700 nha. Bởi vì mình có 700 xu mà. Đấy thường thường thì các bạn sẽ đăng nhận sẽ kiểu nhận tầm độ 3 ngày sẽ đủ một cái hộp. Giống như những lần trước thôi. Cái hộp tiếp theo các bạn có phải nhận tầm 3 ngày ấy các bạn. Mình sẽ đổi bàn đi. Mình nghĩ là đổi cái bàn đi. Cái này cái gì đây. Không thể xả. Vậy thôi đổi cái bàn nha các bạn nhé.
cái này là thảm mà. Thôi đổi cái bàn đi, mình nghĩ lại là nên đổi cái bàn các bạn. Rồi vậy là mình được hộp quà thứ nhất rồi. Rồi hộp quà thứ nhất thì có 4 đồ các bạn ạ. 4 đồ thì không biết có cái gì đây, mình sẽ mở từng cái một nha các bạn nhé. Mở này hình như cũng là mở từng cái một sao ấy các bạn ạ. Rồi mở này, 5 kim cương. Cái đầu tiên là 5 kim cương. Còn cái thứ hai là một cái mũ các bạn ạ, một cái mũ alien, mũ lưỡi chai alien. Tiếp theo là cái khối chất nhờn xanh lá này. Cái thứ ba là cái gì đây? Vách ngăn này. À, vách ngăn rồi. Vậy thì là mình đã nhận xong hộp đầu tiên rồi. Vậy thì hộp thứ hai sẽ có một cái giày nha các bạn nhé. Hộp thứ hai sẽ là có 10 kim cương và một đôi giày alien nha các bạn nhé. Đấy, mình bật mí cho các bạn hộp quà thứ hai rồi đấy. Nếu như các bạn mở thì phải 3 ngày nữa các bạn mới mở được hộp quà thứ hai. Và bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn trước là hộp quà thứ hai sẽ có 10 kim cương và một đôi giày alien nha. Đó. Đôi giày alien có hình dáng thế nào thì các bạn có thể nhìn trên màn hình, các bạn có thể nhận ra được nha các bạn nhé. Đấy chính là hộp quà thứ hai của đôi của sự kiện alien đấy nha. Còn có thêm đồ gì nữa không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có 10 kim cương và một đôi giày alien nha các bạn nhé. Đấy, bạn nào chưa biết thì mình sẽ bật mí cho các bạn là như vậy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi về nhà và trưng mấy cái đồ này ra xem có cái gì không nha các bạn nhé. Trưng mấy cái đồ mà mình vừa nhận được ấy là xem có đẹp không. À, mình sẽ mặc thử trước, mặc thử cái mũ trước. Đây là cái mũ alien này các bạn ơi, khá hợp. Mặc bộ đồ alien này, đeo cái ba lô này khá là đẹp nha. Hợp cây luôn đấy các bạn ơi, cũng có xét luôn đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong nhà thôi. Ở nhà mình sẽ trưng cái bộ đồ alien ra, những cái trang đồ vừa đổi được xem là có cái gì cái đẹp không, cho các bạn xem tận mắt mới được. Nếu bạn nào chịu khó xem quảng cáo thì tầm 3 ngày thôi. Bạn nào mà không chịu khó xem quảng cáo thì còn lâu. Đây là cái vách ngăn này. Đây là vách ngăn alien và một cái khối hộp này. Đó. Tiếp theo này, một cái bếp nướng với cái bàn này. Mình sẽ trưng ra thử nhé. Đây còn có cả cái gì lần trước của mình thì mình để quên đây này. Các bạn chờ mình một xíu. Rồi đây mình sẽ trưng cho các bạn đây. Đây, đây là cái bếp này các bạn đây. Cái bếp và cái bàn này nhìn khá là giống nhau nhỉ. Nhìn như là một ý. Cái bếp nhìn như cái bàn ý, mà cái bàn nhìn như cái bếp ạ. À, đây là toàn bộ những cái đồ mà mình đã đổi được và mở được trong cái sự kiện alien vừa rồi. Mình đã trưng cho các bạn đấy. Thì thôi chắc là clip mình xin dừng tại đây thôi các bạn ơi. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nha.